Ok, thôi lên em. Hôm nay chúng ta lại đủ một con game mới. Game này có tên là Robin Hood Sword Builder. Thì tôi cũng mới nhận con game nãy thôi, cũng mà vô thử thử option nó. Coi game sau rồi chúng ta bắt đầu chơi. Robin Hood Sword Builder, chúng ta lướt qua cái trang tem phép đã. Đây, chơi được 0.2 giờ nè. Game này sẽ ra mắt vào ngày mai nha. Nó còn tầm đúng một ngày nữa thôi. Nên mà lúc anh em xem cái video này á thì có thể game đã ra mắt rồi. Có một con ban heo sinh mới nè, tôi cũng mới quyết list đi đó, mới quyết list con game này, thấy họ mới đăng con game này trông có vẻ khá là thú vị nên tôi cũng quyết list luôn. Họ đăng đây nè, cướp chứ đó. Game này thì nó mới ra mắt cái trang tem phép vào ngày hôm qua nên cũng khá là tươi luôn follow. Còn đây là con game chúng ta sẽ chơi ngày hôm nay, coi được cái trailer. Anh em mà xem phim mà hồi xưa xưa đó, đọc sách hay là tiểu thuyết hay là ba cái chuyện mà đó thì sẽ biết cái nhân vật Robin Hood này rất là quen rồi chứ gì. Chuyên gia dùng cung tên với một cái mũ chùm đầu nè, hành hiệp chữ nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ồ, hệ thống cây kỹ năng nhìn cũng mỏng áp ha. Game này cơ bản thì cái đồ họa nó nãy giờ tôi thấy nó cũng tương đối nhựa nhựa tí, không có đẹp cho lắm, khá là bình thường luôn. Cơ bản thì mình vẫn là một cái anh hùng ngoài vòng pháp luật, làm việc là không có theo mà cái lương thường đạo lý nhiều, chỉ là theo cái cảm tính và cái công lý của bản thân thôi. Nhớ hồi đó là tôi cũng đi coi một cái phim Robin Hood này, gặp Robin Hood Sword Builder là một cái game nhập vai phiêu lưu hành động với cái yếu tố là xây dựng căn cứ, còn có xây dựng căn cứ luôn nha. Trong đó bạn vào vai một anh hùng cổ điển đứng lên chống lại sự chuyên chế và bất công đang ám ảnh là cái sách tự quốc này, chiến đấu thủ công trộm cắp và tất nhiên là giúp đỡ những người dân địa phương phát triển một cách thịnh vượng. Đây là cái cơ chế xây dựng của chúng ta, cơ chế chiến đấu khám phá thế giới, đi săn bắt còn thu rồi nè, đánh nhau. Game này vẫn là một game indie nha nên nó tương đối ổn ổn tí thôi, tôi cũng không quá kỳ vọng mấy con game này nhưng mà cũng chơi thử cho anh em. Nhớ hồi đó tôi đi coi gặp cái phim này à, 2018 siêu trộm đường danh Robin Hood, bây giờ đã có trên Netflix luôn, có luôn cái trailer. Nhớ hồi đó tôi mới đi coi gặp đây mà cách đây đã 6 năm rồi đó hả? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng rồi. Robin Hood, phim hành động viễn tưởng của Mỹ năm 2018, mới đây mà đã 6 năm rồi trời. Hồi đó là tôi ra gặp là coi hai phim cùng lúc luôn, một phim này với một cái phim gì đề tài cái gián điệp của Mỹ gì đó đó. Phim này coi cũng tạm ổn thôi, nhiều người đánh giá nó không cao quá nhưng mà tôi coi thì ở mức tương đối khá tốt đó. Thấy đúng là kiểu phim mà mì ăn liền giải trí luôn. So với cái phim siêu anh hùng gần đây thì nó khá là hay. Đây, chúng ta vô game. Nó đang loading game, có thể sử dụng cái ổ cứng đời cũ thì sẽ load chậm hơn tí. Tên là Min Echonat à. Echonat đó, Echonat gì đó là cái phi hành gia. Robin Hood thì có thêm một số cái hình tượng mà nhấp nháy viễn tưởng gì đó nên cân nhắc trước khi chơi. Là vô lại nhiều game. Cái thời mà chiến tranh rất là loạn lạc luôn. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the Unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of iron fate. Đây, về cái cảnh này này nè. Tốc độ chuột hơi nhanh nha.
cơ bản là một cái thằng nào đó sau khi mà chiến tranh thì nó chiếm được cái vùng thuộc địa này, trở nên tàn độc, rất là ác độc. Game này thì đồ họa nó tương đối bình thường, tôi không thấy mà quá sức mà ấn tượng như chỗ nào cả. Combat thì mình có hai kiểu, một là cái kiểu đứng yên luôn, đánh tới vậy thôi, còn hai là mình có thể di động trái phải nè. Cái gì, con chuột kìa. Chúng ta vô trong thành đây, nhấn Enter để xem cái hướng dẫn. Mình cho Godot này, mình có 4 cái vùng đất chính, gọi là Đông Tây Nam Bắc đi. Mình sẽ đi khám phá chủ yếu là 4 cái vùng đất như thế này thôi. Đây là nơi sẽ cho mình một số cái nhiệm vụ hoặc là cái vùng đất gì đó. Nhấn M lên để xem map, ngắm bắn, cứu giúp những cái người dân làng khám phá thế giới và giải cứu những cái người bị bắt cóc, tấn công những cái băng cướp nào đó, những cái kẻ thu thế, những cái thằng địa chủ nào đó. Rồi, đây là những cái việc làm trong game. Đồ ăn và nước uống của mình hai cái màu đỏ nên nhớ kiểm tra kỹ hai cái này. Nấu ăn đơn giản thì mình có thể là tìm ở nơi trên khắp thế giới, hoặc là mua những thương gia, hoặc là xây dựng một cái nhà bếp như thế này. Còn nước uống thì đơn giản hơn, mình có thể dùng cái chai để đựng nó. Nè, ông này cũng giao quét cho mình nè. Tôi luôn lo lắng cho cậu khi mà cậu đi rất là xa, Robin thôi. Mình là Robin, là gọi là Robin Hood á. Robin với cái mũ chùm đầu gọi là Robin Hood, nhưng mà Robin này chơi cái đầu thấp thấy ghê như ta. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Cái gã Seth Will đó sẽ đối mặt với cái chết khi tôi làm cái điều đó thôi. Anh vẫn rất là kiêu ngạo như mọi khi. Tôi thấy rất vui vì bạn vẫn, ông anh vẫn khỏe mạnh nhá. Con này kêu mình chắc anh thôi. Đừng lo lắng nữa. Lần này thì không có nguy hiểm đâu. Chúng ta ở đây rất là an toàn rồi. Don't worry. We're not in danger this time. Nothing I can do after the nightmare that the Crown's men brought on us and our old home. Nói chuyện mà múa múa cái tay vậy gì? Ông này rất là lo lắng về cái vụ mà thằng cào gao này đã mang đến cho cái quê hương cũ. Không sao đâu, có tôi ở đây. Nói chuyện mà cái tai múa được rồi. The previous settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. I'm aware you're scheming to fight back. Anh như một con cáo rất là quỷ quyệt, chỉ tôi tin anh là đang có âm mưu gì đó như đứng lại chống lại ông ta. Ông này cũng nói đúng rồi đó. What matters is everyone made it out alive. After I defeated Black Henry and freed Marian, the sheriff completely lost his composure. Tôi không phải nhìn kẻ thù trước khi họ cho nên quá mạnh. Nói chung là nãy giờ nói chuyện xấu ngỗng rồi. King and sheriff don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. Những kẻ thù nói gì cả nhà vua và một cái đảo thị trưởng không thấy ngừng tay đó. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death. Definitely. Well, this time. Trời ơi, nó nói nhiều kìa. Kiếp đi, nói quá nhiều luôn. Đây là cái gương hả? Trong cái gương thì nó có những cái này. Đây là cái nhân vật của mình. Một cái thịt đùi nó giải phóng là 90% cái 80% cái đói bụng của mình và 30% máu. Cái này là những cái chai này dạng như là cái loại thuốc đó. Kiếm đắp vô đâu ta? Đây phải không? Cái công cụ sửa chữa, nói chung là nó khá nhiều thứ đó. Vô con linh cạc là sao ta? Cái này là chủ yếu decor thôi. Đây là cái mũ chùm đầu của mình. Không xài, đi gớm quá. Cái chai này cái dây gỏng chắc để đây đi.
Cái này cái chai nước chỉ uống để khi khát nước thôi. Cái thịt đùi này đã nấu rồi. Còn cái này là mấy cái nguyên liệu sắp xếp ở đây. Rồi, cơ bản cái này mình cần ăn đồ ăn và uống nước. Cái nhiệm vụ đầu tiên đó hả? Trời ơi, cái nhiệm vụ đầu tiên uống nước nè. Uống nước đâu rồi? Ăn uống nước. Uống nước uống sao? Nước. Rồi ăn cái đồ ăn. Bây giờ thì ngủ trong cái nhà của mình, sau đó nói chuyện với ông. Ngủ là cái giường ở đâu? À, luôn, nhà mình đây đó hả? Ai đấy? Em gái nào đấy? Please, look out for yourself when you're out gathering the herbs. Very em này funny. Đang trồng cái thảo dược ở giữa. In a tower once, and now there's no jokes. Me, my dearest. Just like. And I. Going back to your woes, little John has been teaching me how to swing. Em này thì đang đùa vui như là một cái công chúa ngủ trong rừng, dạng là công chúa ngủ trong cái tòa tháp vậy, tức là cái ngôi làng của mình. Hồi đó bị chiếm đóng rồi dọn đến đây đó. Ban ngày ban mặt mà đi ngủ hả? Ủa? Rồi, đi nói chuyện với ông Tút thôi. Quá nhiều đồ vậy. Mấy cái này là dạng nguyên liệu rồi, cứ để nhà đi. Cái này thuốc giải độc. Cái này là bia. Bia thì nó không có khát nước nhưng mà nó dễ hồi máu thôi. Con game này nhấn cái nút ship xong buông ra là nó bị trơn đi rất là nhiều rồi nha. Tôi không thích cái cơ chế điều khiển này cho lắm. Trời, rất là khó điều khiển luôn á. Rồi, biết cách nghĩ rồi rồi. Đó. I'm not swayed by this. Besides, those who I should think rồi, nói nhiều dữ thiệt con game này. Bây giờ đi chặt gỗ hả? Chặt gỗ bằng cách nào? Mình có cây rìu rồi. Cây rìu lắp vô số 2. Cây kiếm là số 3. Ông này cũng thở gàn. Game này dạng game sinh tồn nha. Như gì là được vậy? Tôi không thấy có hiệu ứng va chạm nào luôn á. Ồ, đây là cái hồ nước. Uống được không? Mình là sử dụng cái chai hay giờ tầm nhìn thở săn. Z là cái lồng đèn, F là slow motion. Bây giờ cái chai của mình làm sao sử dụng nè? Không có uống bằng nước này được, chỉ có thể mà uống ở nước giếng thôi. Cái này cơ chế điều khiển nó hơi tệ tí.
Gì mà lâu dữ vậy nào? Trời ơi, chặt cái cây không. Nó chặt là với 90 đao mà. Mà cái cây này nó làm đâu cả trăm máu vậy. Trời kiệt sức chứ, nó cúi đầu. Game này lạm dụng mà mấy cái animation nhiều quá. Gấp binh. Bây giờ có thể vô được cái chế độ gấp, có thể xây dựng được những cái công trình. Đây là level. Mình sẽ học được lên cấp thì nâng được mấy kỹ năng mới, mở mấy cái nhánh cây kỹ năng. Kiến thức thì có thể nằm trong bên trong những cái quyển sách nào hoặc là cái cuộn giấy. Này là cái gì ta? Tự thiết kế cầu thang chứ không cho mình lên. Là dạng như cái tường trắng để mình tập luyện nhé. Bây giờ gấp một cái cung, gấp cái mũi tên và nói chuyện với ông kia. Gấp cái cung đây. Gấp. Dây thừng này không biết ở đâu có luôn. Rồi gấp mũi tên. 40 mũi, hai cái là 80 mũi. Sugi anh em, nãy giờ AFK anh thấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Like this, you have nothing to fear. Unless you get on Marion's bad side again by telling her to cook for you. Even the Time's long past. We've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake. Với cái cung này á thì mình không có sợ cái điều gì nữa. Chỉ là sợ cái em gái nãy thôi, đừng có chọc giận cô ấy. Thì trong quá khứ thì chúng tôi đã giải thích cái điều này rồi. Nói chung là mấy cái câu đùa nhảm nhảm đấy. No one lured her into a trap. She... That sounds like a... Yes, there are many things a better archer couldn't be... I'll gladly try... Everyone in the village is... Rồi bây giờ mình học cách đi săn thôi. Đơn giản vậy. Cái mà gì mà đầy đá nhanh như này à? Cứ lại giếng nước là mình gấp được mấy cái bình nước đó. Uống luôn, uống chai đi. Rồi. Cứ uống hết là gấp được à, nên thoải mái vô tư. Số 8, số 9 là đồ ăn nước uống nha. Cái này là muối. Cái này là đá. Vô trong nhà cất đồ lại cái. Ở đây có cái gì nữa nè. Bột mì đá. Bánh mì này nó nướng chưa ta? Hình như là nướng rồi á. Bây giờ mình coi trên bản đồ. Đi săn mấy con hù. Đi săn 25 cái thịt hù. Và lấy cái thịt khi mà mình săn được nó. Là chỗ này nè. Trên này có cái gì đây? Tôi phải đi lên cái mới được. À, mấy cái thợ săn của mình. Cái này giống mà mấy thằng ăn trộm thiệt. Té xuống chết không ta? Coi thứ ai. Rồi nửa cây máu, trời ơi.
Bên này là mình có thể xây thợ rèn. Mình cần phải có công nhân đó nha. Bên này thì mình có thể thuê công nhân hả? Salmon này hình như là dạng mấy cái thịt cá. Thôi, chưa tới cái phần xây dựng đâu. Chắc là sau này lắm. Cái gì đó, cái gì đó. Có con hung nào không? Có cái gì đây nào? Đó 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 đó, bắn sao? Phải lắp cái mũi tên lên đây. Cái này là cái gì? Làm tí bánh mì đã. Có bắn phết đó chứ. Mấy con hú nó chạy vô cái máy vậy. Rồi lấy thịt lấy làm sao ta? Số 3 hả? Sao mà lấy thịt được? À, thịt nó rớt ra ngoài nè, thiệt. Vậy là mình cần phải săn 5 con. Đây, 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 đây. Ủa đâu phải, cái này là cái cây mà. Đâu hết rồi ta. Kìa kìa kìa. Đúng bộ kêu luôn, anh em thấy chưa? Xạ thủ là cái gì? Con kia đâu ta? Ủa? Đây, 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 đây. Một đống luôn kìa.
Ủa, cái đó là cái bụi cây mà, nhầm rồi. Ai đây? Hình như có một thằng lính duy nhất à. Tôi đâu có thấy thằng nào ở đâu ta. Nhưng mà làm sao để mình lên chọn. Ý. Anh em thấy gì chưa? Không lên được. Trời, té xuống cũng mất một đống máu nữa. Giờ không cái nào hồi máu ta. Trời ơi. Số 7. Ngon. Không có cái gì gọi là giá trị luôn á. À mình có 6 điểm nè. Cái điểm này cho mình một tí là cơ hội chí mạng. Tầm nhìn thì tăng thêm tí. Ám sát không thành công thì nó tăng thêm đam. Hiệu ứng vật phẩm tăng thêm 5%. Cái này tăng 10 máu tối đa. Cái này đi cái đường này là chỉ tăng máu thôi. Cung tên. Mình còn 2 điểm nữa. Cung tên luôn. Mình càng dùng cái gì nhiều hình như nó càng lên đó. Double combo là sao ta? Mình dùng nãy giờ dùng tầm nhìn, dùng kiếm. Tôi dùng cung không mà, có dùng kiếm đâu. Bây giờ đem 25 thịt về chỗ này là xong nhiệm vụ. Dưới này có thằng nào giao quét cho mình đó nè. Thiệt con game này á. Hơi tí là mất máu à. Anh em coi xả thủ không. Nghệ chưa.
cái bông màu vàng vàng này lấy được. Mỗi lần lấy thì nó tăng cho mình 5 F thôi. Thẳng hướng này. Ở đâu ta? Đi cao lắm, không có xuống được. Bây giờ tìm cái đường nào xuống dưới có một cái thằng nó giao cái quét cho mình á, đây nè. Nhưng mà đường nào đi xuống dốc, đi cái đường này là tôi chuyển sinh luôn á. Này là cái gì? Nó dùng để phản chiếu cái ánh nắng gì đó. Có hòn đá này phải không? Cái gì đây? Nói level 3 là nghe. Còn nó lên đây bằng đường nào? Làm gì mà lên được? À đây nè, đây nè, đây nè. Chỗ này chiếu xuống đây. Chắc là chiếu vô cái cửa này để mở cái gì đó. Mà mấy thằng nó chạy đâu đi với anh ta. Nó chạy đi chút xíu là nó quay lại là nó hồi máu à. Rồi mình có bắn nó cũng chả tác dụng gì. Đổn đi rồi. Nhìn nó chạy hướng mắt. Mày vậy hả? Tôi bực cười đó nha. Tôi rất là bực luôn đó. Mày né. Má nó vậy. Con game này là thú hài. Ủa đạn nhà mày. Vậy là xong đó hả? Từ từ có cái miếng trang sức này xài sao ta? Mang tính decor thôi. Không xài được. Nâng cấp cộng 2. Let me chết. Tăng kinh nghiệm thợ rèn cho mình.
cái này là mình dạng như cái bút thể lực vậy đó, khoảng 100% thể lực trong vòng mấy giây đó. Nói chung vẫn chưa có gì giá trị cả. Mũi tên mình còn 27 mũi à, chắc phải đi làm thêm một cây thông nữa. Em nhìn cái camera nó gặp khó chịu dữ thiệt luôn. Ở đây nó có cái gì nữa nè, có ký hiệu gì nè. Nấu 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 nấu. Không có bột mì. Cái này có bột mì 30 thịt. Muối à? Một muối nấu được một cái thịt đùi à. Thịt đùi này nó chỉ ngon hơn chút. Bây giờ mình phải đi tìm muối ở đâu đây? Trời, anh quay cái đầu thấy ghê vậy. Bạn ngồi thù. Tôi muốn lật đổ là kinh doanh và cái thị trưởng. Anh nghĩ sao về cái điều này? Rồi, với chúng ta là bạn. Tôi tên là Theo Ba, một cái bậc thầy gì đó. Đang tìm một cái mà cúc. Đang tìm cái này là cái gì đó? The sheriff, may his part shrivel and fall off, has been a thorn in all our side. Cocaine. Don't take offense, but that is... Tôi không biết cái này là cái gì luôn. Nói chung là hình như là một con gà hay là cái gì đó. Not biết năng bán gì đây. Cái gì đó. Một thằng nằm xuống với anh mày nè. Anh này đánh trâu mà. Coi kìa, coi cái đầu kìa. Anh này như một cái tăng cơ luôn á. Khui đồ rồi, khui đồ rồi. Rồi mình đã là làm việc được cái phe phái này, tăng một tí cái điểm hữu nghị lên. Rồi đơn giản vậy thôi, không có nấu được hết à, cũng không có nói chuyện được với anh này luôn. Chúng ta là gần như một cái quest đầu tiên. Coi cái nhân vật, coi bây giờ có tăng điểm gì không. 6 điểm luôn rồi nè.
Mấy cái này chủ yếu là đi làm nông thôi. Cái này đam cận chiến nè. Tôi vẫn thích đam cung hơn. Rồi mấy cái điểm này nó chẳng có sáng tạo gì luôn á. Không thấy cái gì mới cả. Cứ đi đi được cái điểm này nè. Cái điểm này là cái gì? Cái này giảm đối kháng thôi, gần như chẳng có gì luôn. Level 2, mỗi level mình tăng được cái 6 điểm nữa. Đối kháng thì không bao nhiêu hết. Rồi, bây giờ quay về làng của mình thôi. Chỗ này là xong rồi. À, mình có thể phát cho vờ ở ngay những cái bảng chỉ đường cũng được, nhưng mà phát cho vợ gì mà nó loading lâu dưới nè. Ủa cái này là đi khỏi cái vùng đó luôn rồi. Mấy cái vùng đất này thì công nhận con này nó làm tương đối đơn giản thôi, anh em chơi là đủ giải trí. Là 4 cái vùng đất nè, 1 2 là 3 nè, 4 nè. Cái này giống anh sao phu hết. Mình làng mình đó, làng của mình nó nằm ở đâu vậy? Đây 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 đây. Bột mì, muối này à, bột mì này à. Cái này chắc để buôn bán gì đó để lấy tiền thôi. 5 cái chai gỏng, 2 cái chai gỏng, cây thuốc. 73 kg mà cái gì nó nặng dữ vậy ta? Anh này ổng làm quán kho gì đó, bỏ đồ ăn vô đây. 25 thịt. Bây giờ nói với anh Tút đi săn thành công rồi đó anh ơi. Saints and heavens above. How long have we known you? By the blessed. What do you mean by that? The expansion of our settlement, of course. The merry men are starting to run out of breathing room. You are surrounded with many loyal Bây giờ people. Mình xây thêm một Each số cái nhà nữa. Needs... I think... Have I become that predictable? Nhận được 200 tiền à. In that case, Con nha. I won't beat about the bush. We need wood to construct home. Rồi, đi mà lấy 20 cái gỗ trong kho. 20 gỗ với mà 10 đá. Đá nãy lụm ngoài đường nhiều lắm à. Đang nấu gì vậy? Một cái dây chuyền là bằng đá nè. Cái này thì nó hồi máu thôi nhưng mà nó rất đối và khác luôn. Mấy cái đùi mình mới nướng đây nè. Cái này thì đói. Cái này mấy cái chai gỏng thì chế nướng hết. Hồi máu. Hồi máu luôn.
này cái gì? À, cái bánh phô mai. Mấy cục đá của mình đâu hết anh ta? Ở đây là mình có. Sắp xếp ba lô lại. Mình có 9 cục đá này, đi lượm cục nó đủ rồi. Đứa ba D chuột phải. Còn cái nơi để bui. Bây giờ chặt cái cây bỏ vô đó. Nhiều quá, nhiều chuyện để làm quá. Dê nè. Mùi khúc gỗ này cũng đủ luôn rồi. Rồi 20 cái gỗ lận. 10. 4 cái mà cây thông đó. Dân làng chỗ này không nhận để đồ giữa đường không à. Làm luôn cây này nữa. Mình cầm vũ khí hay không gì thì chạy cái tốc độ nó cũng như vậy, không có gì bị giảm tốc độ nhiều. Bây giờ làm sao chia cái này ra ta? Điều chữa trái control shift on the left không được gì hết. Xây một cái nhà vô trong cái này xây nè. Một cái gì ta? Đây nhà, đây nhà, đây nhà mình mới xây vô mấy cái cây này á. Đây một cái, ủa à, dân nó đang xây từ từ. Chừng nào mới xong lận. Xong nè, xong nè. Nó có đem cái cọng dây gì nữa đây nữa không? Ủa? Tới đây hết à? Không có cửa đi vào nhà hả? Ê, ê, ê. Ừ, không mất máu. Xong rồi đó. There you are. Now is the time for the people who live there. Mình xây xong nhà thì sẽ có người đến đây để làm việc. Mình sẽ thêm một số cái công cụ nữa, một cái lò rèn làm bằng đá, một cái mỏ. Trời, anh này anh bự gấp rưỡi mình luôn á. Nào. Drop me. It's good to see. Oh, that must be the mark. You good. And if. Ừ. Ủa, ổng đi đâu rồi? Nè, mình có thêm cái búa đi đập đá nè.
đập này được không? Không được. Ủa, cái này đập đá rồi đập ở đâu? Hôm nay muốn về đàn nữa. I don't have time for you, stranger. Go bother someone else. Không cho mình nói chuyện rồi. Ba cái cây là dạng này nữa. Mình có mấy cây ta? Mod kit có 6 cái là đủ rồi. Dư rồi. Anh em thấy Robin Hood đi nằm nông chưa? Ủa cái này là đồng mà chứ nó phải là đá. Nè, đồng nè. Ký 85 ký mấy cục này nó nhẹ hiệu à. Đá của mình là mới có 3 cục à. 10 cục gì ở nhà nó chắc đủ rồi. Nó bằng ra tung té vậy. Vừa vãi, có nguyên cái bộ thương rồi đó nè. Anh em nhìn mà nó cầm cái cây này nè. Nhưng mà ở đây nó hiển thị là cái cây pít này rồi. Thấy nó khác bột chưa? Méo lên được luôn. Cái gì đây? Em này có giao cái web gì cho mình nữa cơ. Bây giờ lấy đá ra nào. 95 ký. Cũng hết vô trong cái kho luôn đi. Ủa cái này bánh mì của mình mà. Không có chia đồ được nha. Ơi update cái hết tiền luôn. Cái này không có chia đồ được. Tôi vẫn không biết mà để đồ làm sao. Nó bỏ cái đồ bỏ hết tất cả luôn à.
Thôi mình phải lấy ra ngoài mình chế mũi tên cái đó. Mũi tên của mình 62 mũi chắc đủ rồi. Mình chế cái nữa đi, chắc ai. Mấy cái gì không biết thì cứ dục hết vô trong kho. Thiếu gỗ. Con game làm đúng khổ luôn á. Game khẩm vô nó bắt mình làm như rồi vậy đó. Rồi hết thể lực luôn rồi. Cây này chặt được không? Không. Chặt nốt cây nó đi để có gì nó đòi mình. Trời tối rồi nên chắc về là mình ngủ luôn á. Ê, ê. Bà đó có cái kênh đó đó. Đấy, gần nhà có cây nè. Trong máu đúng không? Giờ xây một cái lò rèn. Lò rèn cái trắng ở bên này. Lộ gan. Đó anh em thấy chưa? Bây giờ chế được mấy cái đồng rồi nè. Phải đúng tiền đó ta. Chế xong là mình có thể gửi về cái kho của mình luôn. Đồ này nó cũng lấy trong kho luôn. Nên mình cứ vứt hết đồ vô trong đó là được. Không cần phải đi đụng mót ba cái gì nhiều. Còn có 100 tiền à. Cái cung đồ trong này có hư nữa hả ta?
Độ bền 75 trên 140 rồi. Khoảng cách bắn là 5.000, đam là 15-20. Cái mũi tên này 2 đến 4 nữa, cũng chả bao nhiêu. Mũi tên này 5 đến 7 nhưng mà nó có 40% xuyên thấu. Cái này mũi tên bằng đồng nha, với mà chí mạng nó tăng 10%, còn này xuyên 20 thôi. Tối đa là 200 mũi tên à. Bây giờ mình đợi mấy cục đồng này cho xong đã. Vẫn còn đồng nhưng mà hết ba cái gỗ này thôi. Anh này anh đứng ở đây không à, còn mình đi làm như con voi chứ. As you see, I can... Ah, let's hope no... I can think of at least one... Robin, though I do have a similar sense... So? I can, and so... That's... Of... What's it... About the people, in fact. I'm aware of that from... Try to win the sympathy of at least... Reasonable. Rồi, mới xong cái tutorial à. I understand. There are, however, places where exceptionally unsettling... They're all... Rồi. Đi đến cái địa điểm gặp mặt. Ở đâu đây? Đây chỗ này phải không? Có cái dốc đây. Cái này là dạng như một cái mỏ hả? À, đi đập đá lấy đây nè. Trời ơi. Bây giờ không biết toàn đi đụng không à. Được bao nhiêu đá? 20 mấy cục luôn. Rồi, sau này muốn đá thì lại đây lấy. Biết rồi đó. Anh muốn cắm trại chỗ này. Nếu bạn muốn gây bất ngờ cho quân địch đó, thì có thể tấn công người phía sau hoặc là từ phía trước. Đòn tấn công này có thể ngay lập tức giết chết quân địch luôn. Nếu mà quân địch có level cao hơn Goblin đó thì nó không có hiệu quả với những cái quân địch đặc biệt hay là những cái đơn vị nào đó nổi bật. Mình có thể trốn vào mấy cái bụi cỏ như thế này. Tiếng ồn thì cũng có thể gây ra cái đó luôn. Ví dụ như mình chạy rất là nhanh trong quân địch đi bộ. Lúc nãy ảnh quay qua chỗ này là bên này phải không? Tăng kill đã. Mình có 6 điểm. Vẫn tăng hết vô cái đường cung này thôi. Này là cái quái gì đây? Vãi thiệt. Mấy này nó nhạy khủng khiếp luôn nha. Nên chắc là mình ngồi yên nữa, cái pha đó không được chúng giúp đâu. Ủa
không có thấy nào đâu. À, đợt này mình chưa có nói chuyện với đó nữa. Nói chuyện xong thì nó mới có thằng địch xuất hiện. Finally you're here. Kìa, có một thằng đó kìa. Finally, you're here. You're right. Rồi không biết dùng nút nào khi mà lại gần nó luôn, hay là chỉ ngồi nhìn nó như vậy thôi. À, chỉ nhấp chuột thôi, không có dùng nút nào hết. Hóa ra nó làm đơn giản như thế. Địch ở đó mà ảnh đứng ảnh phanh tay, ảnh dựa vô cái cây cột. Đây, đi mà bay nguyên cái làng này luôn. Một phần có gì đâu, có gì đâu mà nhìn. Anh em thấy nhẹ nhàng không? Thằng này nó level 4 rồi, nên không biết mình chơi sau lưng nó được không? Vẫn được, vẫn được. Thử xài cung mình ám sát là được không? Bắn hụt rồi.
Nghệ thuật, rất là nghệ thuật luôn. Trời ơi, cái này để đánh đặc hướng. Tưởng đâu làm cái gì, nó chỉ vô đây để đánh đặc hướng mấy quân địch. Cần méo đâu anh ơi. Nguyên con heo luôn. Nhà gì mà ngủ vậy nè. Ý, cái gì nè. Ờ, cái cuối cùng. Nhìn mấy ảnh nghèo khổ gì rồi nè mà mình còn giết người cướp cửa nữa. Mình vô đánh hướng này. Cái cây gì ngộ đời vậy nè. What? Ủa sao nó không bắn? Ghê vãi. Trời ơi, anh em thấy ai làm được gì chưa à? Coi nè, hai phát luôn. Sáu chấm năm trên 40 là mình phải đi đội bỏ hết mấy cái thằng cướp trong này đúng không hả? Cái giường như này là sao? Chắc là dọn nguyên cái khu này đó. Bắn để giết quân địch ở đây. Làm luôn đi, bệnh gì mà cử. Bây giờ uống nước, ăn đồ ăn, dưới uống nước. Chỗ này nãy dọn rồi mà. Đây chỗ này luôn, nguyên cái hàng rào luôn kìa.
bắn vô cái cọng dây này để cứu mà cái thanh niên đang bị treo cổ đó. Không có góc bắn. Không có góc bắn. Chị nã mình đâu. Trời, nó né. Fire at will. Rồi, quá đơn giản luôn, mấy con mối này. Dân làng cảm ơn anh đi. Một chữ. I have some dowry gold. I don't think it's dowry anymore. I can also work but not here. Not staying here. Rồi, tăng cái danh tiếng ở cái vùng đất này thôi, không nên lấy tiền của nó đâu. Rồi có 1.5% à. Mình giải phóng được cái vùng này luôn rồi nè. Ba lô đầy nó rồi. Củ hành, củ tỏi gì, một đống đồ vậy nè. Cái gì đây? Không biết đó là cái gì, dạng như thông báo mấy cái vị trí gì thôi. Cái này nó không mở cửa thì sao mà vô được ta? Có tiếng ngựa ở trong luôn á. Nó đóng cửa luôn rồi. Đây bờ nó cao lắm nha. Cái giá. Phải rồi con game. Đủ đạn con game.
Nó bắn mình đúng một hit luôn. Trên là level cao quá. Trời ơi, nó từ cái khúc này đúng hả? Cái khúc mình chưa có vô làng á. Headshot. Anh em thấy nghĩ được chưa? Quá kỹ thuật. Lấy tiền, lấy tiền. Không có thấy danh tiếng gì hết. Năm đến 10 đam đào, cái này 9 đến 11 đam đào là còn hơn cái này nữa. Cái này không để nó cùi dữ gì ta. Đào 5 đến 10, còn cái này 9 11 nè, nó đào hơn rất là nhiều luôn. Dục đồ ra, dục ở đâu trời? Không biết dục đâu luôn á. Đây à, cần cho chụp phải. Nó chửi mình hả? Cái này giống mấy cái mỏ đồng nha. Trời ơi, nó thiết kế chỗ này đi à, và cả đây à. Bữa nay còn hai ba cái quét nữa nha. Thợ săn này quán rượu kia nè, đi vô luôn đi. Tôi tính quay về rồi. Cái nhà vệ sinh nè, thằng nào dễ cái hình vô. Cái này giống cái quan tài quá vậy. À, quán rượu đây, chào anh. Bán 36 đồng. Cái này hồi máu rất là ngon nha. Nhưng mà nó kèm theo hiệu ứng đối khác tí thôi. Cái này mình bán được bao nhiêu? Không bán được. Ủa?
cái này mình bán được đâu. Trông như nó rất đắt mà chỉ có 90 đồng à. Thôi, không có bán bằng cái này. Cũng không có đi được món đồ ăn của người ta được đó. Đồ ăn để làm gì? Trong này có hai người giao mấy cái nhiệm vụ cho mình. Game này thì chắc đi mà phá làng phá xóm hay là tìm đồ gì thôi. Gì khổ quá vậy? Có gì đó. Ông vua lại bắt đầu mà tăng một cái thế kỳ khủng khiếp nữa rồi. I've seen people go to the scaffold for more restraint. Have at it, God's child. Go, fetch the royals right now. Bây giờ không đúng thế là nó treo cổ để mà nó giận mặt luôn. I'm not amused, stranger. One. That one. For what? For this miserable. What? Quá nhiều quét. Nói chuyện quá nhiều. Lên cấp của chúng ta đây. Làm sao mở được cái đường này đó? Đi đường trên này hay gì? Hay là phải đi đường dưới này nữa nè, dòng đường dưới qua đây nữa nè. Thôi, game này hôm nay chơi đến đây được rồi, tạm ổn rồi đó. Có thời gian tôi chơi tiếp game này. Nó thì không quá xuất sắc, nhưng mà nó cơ bản vẫn làm tốt được một số điều. Tới đây về làng được không ta? Trời tối rồi chắc đi ngủ một giấc. Em gái ở nhà có cái web gì cho mình nữa nhỉ? Công chúa ngủ trong rừng đó. Này rất nhiều đồ luôn. Nên lấy ra một mới đi. Mấy cái đồ này chắc là để sửa mấy cái trang bị như thế này nè. Nhưng mà bây giờ chưa cần đâu. Tiền nâng lên được một tí nữa. Nâng luôn đi. Tới 700 tiền nữa nha. Mấy cái này cũng chả biết để làm cái gì nữa. Rồi, mai nói chuyện sau em ơi. Giờ đi ngủ rồi. Vô đây ngủ với anh không?
quá nha. Thôi, hôm nay ngừng ở đây được rồi. Bye bye anh em. Game này chơi cũng tạm ổn, không quá xuất sắc, mọi thứ đều vừa đủ.